Theo các hộ chăn nuôi gà thả vườn trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, thời điểm này gà thả vườn trên địa bàn đã tăng giá trở lại. Cụ thể gà trống có giá 60.000 đồng một kg, gà mái có giá 50.000 đồng một kg, tăng 5 đến 7.000 đồng so với giới tháng trước. Theo người chăn nuôi, còn khoảng 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm bắt đầu nhộn nhịp, gà là sản phẩm không thể thiếu nên bắt đầu tăng trở lại. Chứ giá như hiện nay, một thiên gà sau khi trừ chi phí, bà con có lãi khoảng 10 triệu đồng. Hiện nay tổng đàn gà trên địa bàn huyện trên 2.000 con tập trung nhiều tại các xã sông Ray, Xuân Tây, Xuân Đông. Giá gà tăng là một tín hiệu đáng mừng cho người chăn nuôi khi ngày Tết đang cận kề.